Đó, hai game từ trước cấp chưa? Chỉ nhận thôi. Chưa đến chưa chưa. Đây tôi có cây đây đi. Hi, xin chào mừng bạn trở lại với channel của mình. Mình Quốc Bảo đây. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cây thần tài cho người mới chơi, chứ người mà chơi trước đó rồi chúng ta sẽ nhận được không nhận được cây thần tài siêu cấp nữa nha. Cây thần tài siêu cấp để làm gì? Cây thần tài siêu cấp để chúng ta có thể x3 số tiền của chúng ta lên. Và ở video này mình sẽ cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm con nhanh và sử dụng cây thần tài ra sao. Nhiều bạn nói cái số cây thần tài của em không thu được tiền, lý do là các bạn chưa lead vào cây thần tài thôi. Đây mình sẽ hướng dẫn luôn. Đây mình là mình có ở đây, bên này mình có một cái điện thoại. Mình lấy cái link mình nè. Khi tải về chắc là nó sẽ có cái ngay một cây thần tài cho bạn xem. Thằng ngay thần tài siêu cấp cho bạn xem nè. Tải về. Đợi thời gian nó tải về đó thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ nhận thử thế này. Bên đây là chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận x2 thưởng nè. Các bạn click vào bài giúp đọc đi. Đọc khoảng vài giây. Chứ hơn chứ được. Đó, thưởng một xe máy. Ở cái này mình sẽ không nhận đâu, phần thưởng nhận đâu. Các bạn thử chia sẻ ở đây nhận được nhận đâu phần thưởng. Chia sẻ rồi nhận được không? Làm được x2 đó. Nó nha, được thêm túi quà nè. Cái này phần này mình cũng hổm gài, mình cũng nghiên cứu thử tại sao nó như vậy, là mình không biết tại sao nó cho x2 gì nữa. Mình làm thêm một lần sẽ được thêm một lần nữa nè. Nhưng mình lẫn đi. Hay quá. Ở đây là giúp các bạn nuôi cây thần tài các bạn đó. Mình sẽ kiếm mà dưới khác mình đọc nữa. Mình bán cái bao nhiêu nha. Thử nha. Cái từ này nó có được không? Đó, x4 là 4 kinh nghiệm. Thử chúng ta lại thêm một cái nữa coi nó được thêm một x4 nữa không? Đó, chia sẻ thử rồi. Chia sẻ. Mong mong mà được nha. Rồi, vậy không được. Hình như một ngày được 1 đến 2 lần ít đâu vậy đó. Ít đó các bạn nên kiếm như cái nào ngon ngon, ví dụ là kinh nghiệm, nếu được 8 kinh nghiệm thì các bạn nhấp chia sẻ thì bạn sẽ được thêm 8 kinh nghiệm, nữa là 16 kinh nghiệm. Cộng với 2 kinh nghiệm này nó là 18 kinh nghiệm, cộng với kinh nghiệm bên đây là 19 kinh nghiệm. Vậy là bạn có thể nuôi cây các bạn rồi đó. Từ level nhỏ lên level thấp được đó. Từ level thấp lên level cao chứ. Chúng ta chăm sóc cây thần tài. Và cách kiếm xu thì sao? Đây có các nhiệm vụ nè. Khi các nhiệm vụ có thể một ngày các bạn có thể kiếm từ mấy 20.000 cũng có đó. Đối với các bạn nào mà mới chơi đó, thì bạn một ngày bạn có thể khi bạn click vào link của mình thì bạn sẽ được một cây thần tài siêu cấp. Mới chơi mà toàn lúc trước bạn chưa tải nha. Thì bây giờ bạn click vào link mình bằng bạn đăng nhập thì bạn sẽ được một cây siêu thần tài siêu đó, siêu cấp đó. Thì bạn sẽ có 2 giờ, nó sẽ ít 1,8 lần. Đó là bạn kiếm được 100 ngày thì nó nhân cho bạn thêm 1,8 nữa. Là muốn như nhân 2 đó. Các bạn làm nó kêu làm gì? Tải ứng dụng xem thử đây. Nhận được 16 xu. Được 1 là chọn nhiệm vụ là chọn và cài đặt. Thứ 3 là đăng ký tài khoản game. Rồi quay vào VM ngày nay nhận thưởng là các bạn click vào chỗ 16 xu nè, click vào đó nó sẽ dẫn các bạn tới một cái link để tải cái app này. Khi bạn tải app này xong, các bạn mở game lên chơi khoảng vài giây rồi đảo ra, đảo vào Việt Nam ngày nay nhận 16 xu. Rồi vậy thôi, kiếm được ngàn mấy đó. Ở đây là có rất nhiều app nè. Có nhiều app là 240 xu luôn. Là 24.000 đó.
Đây, lâu đài nè. Khi bạn tải gáp 240 xu này thì bạn phải chơi đạt level cấp 11. Sau đó các bạn trở về đây, trở về cho năm ngày nay để nhận xu đó. Rồi, tôi quay trở lại cái điện thoại game bên đây của mình. Nó tải xong rồi đó. Chị bỏ qua đi. Chương trình nói chưa? Bạn đang đây không? Dành cho người mới sẽ được một cái quà như vậy. Mở nó. Mẹ đăng nhập đi. Không có cây cầm tay khó sử dụng quá. Đăng nhập bằng phút nè. Cho nó lẹ. Rồi, thấy không? Nhắc nhận ngay 50 đồng nè. 50k. Thử qua đây nhắm cây hàng tài coi được cây hàng tài siêu cấp chưa. Sao thật là sao ta? Đây nè, nè bạn nhận cái siêu cấp này không? Cái vật tài siêu cấp dân 1,8 giá trị đó. Các bạn nào mới chơi thì các bạn nhấn click link của mình để nhận được cái cây này nha. Sau đó các bạn hoàn thành nhiệm vụ dưới đây, bạn sẽ nhận được khoảng mấy trăm. Nếu bạn làm hay, giới thiệu được người khác thì bạn kiếm được mấy trăm k đó. Có lì xì 1.600 này nè. Rồi click vào thứ nhất. Đó, thấy cái tài siêu cấp chưa? Chỉ nhận thôi. Chưa. Đây, tôi lấy cây. Đây đi. Không được rồi. Tính đi lấy cái cây mà cây cố định để quay cho nó dễ hơn xíu. Đi đọc nhiệm vụ của các bạn nè, hoàn thành nhiệm vụ đi đọc báo nè. Đọc bí quyết bạn sẽ nhận được 1.400 đồng đó. Chưa gì hết. Rồi. Đó, đi bài viết. Kéo lên cái xuống vậy thôi. Chơi ra, chơi về đi. Khi bạn mới chơi, các bạn mới tạo nick nghe là các bạn sẽ được gói phần thưởng này giống như cái này nè. Thì mình level cao rồi mình không có đâu, xíu mình vô cái điện thoại mình, các bạn xem mình xem có cái này. Cái này dành cho những người mới chơi, cho dành cho lính mới, được ưu đãi thôi. Bạn có thể kiếm mấy chục ngàn đó, mấy ra cho một ngày đó. Đó, cái nhiệm vụ nè. Thử người ta dạng cây siêu cấp ok, dạng thử được chưa? Mọi hình như một tiếng nhận cây thử vẫn một lần cái gì đó. Thì đọc báo lại nè, này nữa nè, đọc báo nhận ly xì rồi, nhận được 1.400 đồng rồi đó. Nhận ly xì là sao? Các bạn đi kiếm bài viết đọc chút xíu nữa sẽ hiện là cái bao lì xì giống như hồi nãy mình cho bạn xem đi đó. Hiếu nữ về bạn trai cắt nát và bạn sinh dục này, báo gì VPN ngày nay toàn báo đọc không à. Đó lì xì nè, 208 nè. Tiếp tục nhận, các bạn nó kêu làm gì làm theo đó thôi. Nhận 2.800 nè. Có nhiệm vụ là các bạn phải chia sẻ nha. Các bạn nào muốn kiếm nhiều tiền hơn thì bạn chia sẻ cho người khác tải app này thì bạn sẽ hưởng được 30% của người đó. Chị dặn các bạn cái mà còn cách kiếm tiền mới nữa, nó mới ra luôn mà mình chưa hướng dẫn cho các bạn nữa. Nói ba cái vụ cái cây phát tài cái quên cái đó luôn. Là khi các bạn vô được trang chú su nè, các bạn kéo qua đây. Kéo tay qua,
Đó, các bạn thấy chúc mừng câu hỏi nào, nhắc vào câu hỏi để trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi này vui giải đố này là sao? Giống như quýnh bài đó, các bạn bỏ ra 5.000, bỏ ra 5 xu, người ta bỏ ra 5 xu. Thì mình làm luôn nè. Mình vui trả lời câu hỏi luôn, bỏ ra 10 xu nha. Nó quét thôi, coi có người nào ở gần đây chơi không. Nếu mà chơi thì nó trừ mình, nó trước 5 xu nè. Nên mình thắng là được 10 xu. Những câu hỏi có trong đời sống mà, như bóng đá rồi đó. ASEAN được thành lập vào năm nào rồi, đố cha tôi biết luôn. 90 đi. Đó, hay câu hỏi gì đó. Rất là vui, app Việt Nam ngày nay ngày ngày càng tiến bộ rồi đó. Ra nhiều cách kiếm tiền mới cho anh em đó. Anh em đồng hành lâu dài với app này được. Quỷ đó biết hay vậy ta. Trong món bún chả cá Đà Nẵng có nguyên liệu nào dưới đây? Bún chả thì có cà gót. Chắc chắn rồi, bún chả là đâu có thể nào ăn khô được. Củ cải thì hên xui, ăn tươi thì không có luôn rồi. Gì vậy? Bún chả có ăn khô trời. Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh nào? Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sai, nó đi bằng đầu luôn. Công trình mang tính biểu tượng cho Việt Nam sau khi mở cửa là thường là cầu Mỹ Thuận. Mỹ Thuận có chứ. À, quá đúng rồi. Thằng Quỷ kia nó đúng luôn nè. Đâu là tên một rapper? Satati hả? Không, Satati rồi. Rồi lần này thua điểm Quỷ cũng có. Vì chúng ta mắc năm xưa rồi đó. Rất là nhẹ nhàng. Thôi à, nghỉ. Đó, là cách một ngày chúng ta có thể chơi được 30 lần hay gì đó. Mắc hết 10 xu tôi rồi. Sao? Vô đây làm nhiệm vụ xong rồi, nhiệm vụ xong được nhận thưởng trong đây xong rồi đảo ra cái thằng tài liệt này nữa. Được thêm thưởng thêm mới nữa, thêm 80% của số lượng này nữa. Rất là ngon. Rồi bước xuống đây thôi. Cái nào 100% bạn nào cũng thắc mắc hết. Tại sao xem clip không được, nhiều bạn xem được, nhiều bạn xem không được. Đó, xin hướng dẫn nè, mình xem nè phải không. Mình xem nhất, mình xem 100% là không được. Không, nó quay gì hoài đó. Thấy không, chưa nhiệm vụ nè. Xem không được, mình đối bạn xem cái điện thoại phụ mình nè. Wow. Thấy không, nít vào xem. Đó. Xem được cái màu à. Xem nó xem sao là nó nhận xu đó. Các bạn biết tại sao không? Chỉ có một lý do thôi. Đó là hệ điều hành Android của bạn. Hệ điều hành Android máy của tôi là 4.4.1. Nó quá thấp. Cái điện thoại phụ của tôi là Android là 6 chấm mấy. Vì vậy nó hưởng được tất cả các tính năng luôn. Nè, ở bên đây thì có nó thì có rất là nhiều, như là tính năng xem video và xem hết không. Ngày bạn có thể kiếm video từ xu. Bên đây nó có thêm cái nhiệm vụ kiếm xu nhỏ nữa. Bên tôi thì không có nhiệm vụ kiếm xu nhỏ. Bên tôi thiếu một là gì? Android của tôi thấp. Đối với các bạn nào mà Android xài Android từ 6 chấm cho lên thì các bạn yên tâm, bạn hưởng hết tất cả tính năng kiếm tiền luôn. Xem video thì nó sẽ không chặn. Nhìn hỏi tôi là tôi xem video không được rồi đó. Thấy không? Nó chặn một số tính năng nữa. Hồi lúc mới chơi á, nick phụ của tôi á thì có cây hàng tài. Tôi chơi tôi lên tới level 6 nó mới cho tôi hai cây hàng tài. Tại vì nếu muốn các bạn nào mà chưa có cây hàng tài, các bạn muốn có cây hàng tài, các bạn phải đọc báo thiệt nhiều vô, sau đó nó mới cho bạn cây hai cây hàng tài. Đó là điều lỗ nhất cho những bạn mà xài hệ điều hành Android mà dưới 6 chấm. Phải trên 5 chấm chứ. Từ 5 chấm mới chơi lên thì có hết tất cả các tính năng. Dưới thì nó sẽ mắc một số tính năng nào đó. Đó. Mình sẽ bổ sung tất cả video những cái thắc mắc mà các bạn đã bình luận với dưới video và một cái video này hết. Rồi, bye nha. Rồi, bye nha. Chị ăn cá tiêu thầy. Rồi, chia sẻ. Con xong.
nè, nhắc đi cây lên thưởng nè, nhận được 28 nữa ngày bạn có thể kiếm cái này, có thể kiếm được mấy chục ngàn từ cây này đó. Có nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình là làm sao mà em trồng cây hoài mà nó không có tiền. Mình trả lời công ngắn gọn thôi, bạn không biết vào cái cây đó nhận thưởng làm sao bạn có tiền được, đúng không? Đó, còn bao nhiêu bây giờ bạn muốn kiếm tiền thêm thì bạn phải vô phần làm nhiệm vụ này nọ, bạn hoàn thành nhiệm vụ cho lính mới xong đi. Bạn xuống đây kéo này làm nhiệm những nhiệm vụ nè, nhiệm vụ bảo tàng, nhiệm vụ đơn giản, nhiệm vụ kiếm xu này nọ nè. Chương trình cực hot là chương trình giới thiệu bạn bè đó, các bạn lấy link các bạn chia sẻ cho người khác giống như tôi chia sẻ cho bạn vậy đó. Cách mà các bạn kiếm được nhiều người, cách chia sẻ nhiều hơn và người ta biết qua link các bạn nhiều hơn đó, thì các bạn vào YouTube, phải vào Facebook chứ. Các bạn lấy các bạn lên Google cho tôi, Google bạn lấy một cái hình là gọi là hẻ cào, xong bạn lên Facebook vô ba cái group kiếm tiền online đó, các bạn ghi cái chữ là bạn nào muốn kiếm 100k một ngày thì IP tôi. Thì người nào IP bạn thì bạn chia sẻ lấy link này đưa thẻ cho người đó, cho người đó chơi thôi. Vậy là cách kiếm reo hiệu quả nhất đó chưa. Là nhiệm vụ lính mới nè, tôi chưa có nè. Tại sao tôi là người cũ rồi? Để cho bạn xem cái bên tôi. Nè, tôi đâu có đâu, đúng không? Cái hiện tại tôi cũng đâu được siêu cấp đâu. Tại sao? Tại vì tôi người cũ mà. Hiện tại tôi thôi hiện tại cái được nhiêu nha? Hiện tại tôi mới có level 8 bây giờ, được 80% giá trị. Nhưng mà nhận thưởng này được nhiêu? 40 xu, 4 ngàn. Sáng giờ kiếm được hai mấy 30 ngàn rồi đó. Kiếm tiền này rất là dễ. Đây được 150, bên đây được thêm 80 mấy ngàn nữa, được 200 mấy chục ngàn rồi. Đối với những như mấy ông đứng tớp hay mấy ông gì đó thì kiếm một ngày khoảng 1 triệu hay mấy 1 triệu giữa mấy thì chỉ nhỏ rồi đó. Đây là mình người mới mà. Vậy các bạn giới thiệu làm sao mà được nhiều người càng tốt thì bạn mang hưởng 30% hưởng của người đó. Không phải là trừ tiền người đó nha. Ví dụ người đó kiếm 100 ngàn thì mình hưởng được 30% là hệ thống trả, chứ không phải trừ tiền 30 ngàn của người đó. Bạn cứ yên tâm đi. Rồi đó, video này mình hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền, rồi kiếm cây hàng tài siêu cấp này nọ đó. Rồi, bạn nào mà thấy hữu ích, giúp ích được cho bạn, bạn muốn tôi làm video gì, hướng dẫn cái gì thì các bạn để lại bình luận dưới video này hoặc những video khác. Mọi đăng ký kênh nha để nhận những video kiếm tiền mới nhất nha. Bye.